Thưa quý vị, chó thả rông vẫn đang là nỗi kinh hoàng trong các ngõ xóm và trên đường phố cả thành thị lẫn nông thôn. Và dù thời gian qua thì nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng chó thả rông không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm cho người dân mà còn gây mất an toàn giao thông và thậm chí là đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông. Vâng, thế nhưng điều đáng nói là tình trạng chó thả rông không rõ mõm thì vẫn xảy ra ở rất nhiều nơi. Thậm chí là có những người chủ nuôi còn không ý thức được rằng là những mối nguy mà vật nuôi của mình có thể gây ra. Sau đây là ghi nhận trên địa bàn nông thôn. Nhiều người tham gia giao thông trên nhiều tuyến đường nông thôn đã không ngần ngại cho rằng họ ngại nhất là những con chó xuất hiện bất ngờ. Nó cắn rồi nó gây cái hậu quả thương tích cho người cũng như là giết chết người thì đây là vấn đề mà tôi thấy hết sức là lo lắng. Tôi thấy như vậy nó cũng nguy hiểm. Một là ví dụ như mình chạy xe đó, rồi đây mình chạy cái bị tan vô thì nó sẽ gặp ra tai nạn. Rồi cái thứ hai nữa thì nó cắn con em rồi nó va chạm rồi còn phải phiền phức tới hàng xóm. Đây là một trong những nạn nhân bị tai nạn giao thông từ chó thả rông ngoài đường. Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên đường đến khu công nghiệp Hòa Phú để làm việc thì bất ngờ một con chó chạy ra làm chị bị té gãy tay. Pháp luật đã có những chế tài xử phạt đối với những vi phạm về việc chủ nuôi thả gia súc, vật nuôi không quản lý, lấn chiếm lòng đường. Quy định là vậy, nhưng trên thực tế, tình trạng chủ nuôi để chó thả rông vẫn phổ biến, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông và cả tính mạng của người đi đường. Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện video clip do camera ghi lại tại nhà dân, một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo video đăng tải, một nam thanh niên đội nón bảo hiểm đã đi vào trong nhà lấy một chiếc giỏ màu đen. Điều tra ban đầu, tài sản trong chiếc giỏ bị mất trộm trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt xóa một nhóm hoạt động tín dụng đen do Trịnh Anh Vân và vợ là Lê Thị Hương cầm đầu. Theo điều tra, khi cho người khác vay tiền, Vân và Hương yêu cầu viết giấy vay tiền, không ghi lãi suất mà thỏa thuận bằng miệng. Ai không trả tiền, Vân và Hương cho người đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn vào nhà, thậm chí là đánh người. Bước đầu xác định, tổng số tiền mà vợ chồng này cho gần 200 người vay là hơn 3,2 tỷ đồng. Rủ nhau chèo xuồng vượt hồ thủy điện từ tỉnh Đắk Nông qua khu vực rừng phòng hộ của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng để săn thú rừng trong đêm. Trong lúc chia nhau đi săn, thấy tiếng động trong lùm cây nên một người đã nổ súng. Không ngờ, bạn đi săn cùng bị trúng đạn. Nạn nhân tử vong trong vụ án được xác định là Sùng A Nến, 35 tuổi. Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Giàng A Dua, 32 tuổi, ngụ huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông là người nổ súng. Khoảng 4 giờ sáng, người dân trong hẻm 94 đường An Phú Đông 9, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nghe một tiếng nổ lớn. Ra xem thì thấy một người đàn ông nằm chết trước một căn nhà. Nạn nhân được xác định là anh Lê Tuấn Vũ, khoảng 35 tuổi, quê Sóc Trăng. Qua điều tra, công an xác định nạn nhân cùng nhóm bạn ở nơi khác tới đây chơi. Sau đó, chủ nhà bất ngờ cầm súng cướp cò, khiến viên đạn văng trúng anh Vũ. Sau khi thấy anh Vũ tử vong, một số người đã kéo thi thể ra để trước nhà rồi bỏ đi. Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ 6 đối tượng được thuê đi đòi nợ và đã mang theo hung khí đến quán nhậu đập phá, đánh người gây thương tích. 6 đối tượng cùng quê Thanh Hóa, từ 28 đến 42 tuổi, được thuê đòi nợ ông Lê Nguyên Bằng, 42 tuổi, số tiền 200 triệu đồng. Vụ việc làm náo loạn khu vực khiến nhiều khách hàng đang ăn uống tại quán cũng lo sợ. Cuối cùng, công an đã vây bắt được các đối tượng này. Hôm nay, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Võ Văn Tiến, 23 tuổi, ngụ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, để xác định điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Tiến được xác định là đã cướp một xe máy ở một tiệm sửa xe ở thành phố Mỹ Tho. Người bị cướp là chủ tiệm. Khi chống trả thì bị Tiến đâm thủng ngực, tràn dịch khí màng phổi. Công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh vừa khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông ngã xuống sông tử vong. Theo đó, một số người tổ chức ăn nhậu trên chiếc ghe thì bất ngờ một người ngã xuống sông mất tích. Sau đó, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Lý Văn Tuấn, 27 tuổi để làm rõ hành vi trộm xe cứu thương. Theo đó, sau khi sử dụng ma túy, Tuấn đi bộ một mình đến bệnh viện Bà Rịa, phát hiện chiếc xe cứu thương đang đậu trong khuôn viên bệnh viện nhưng không khóa cửa, chìa khóa cắm sẵn trên xe nên nảy sinh ý định lấy trộm.
tài xế xe cứu thương đang nằm nghỉ trong phòng, nghe tiếng xe nổ đã chạy ra và gọi bảo vệ bắt giữ Tuấn giao cho công an. Tại chung cư cao cấp Orchard Parkview trên đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ trộm xe máy khá hy hữu. Anh Quy, người mất xe cho biết, qua trích xuất camera, tên trộm đã vào tận hầm B1 của tòa nhà để lấy xe gắn máy PCX trị giá hơn 60 triệu đồng của anh, vượt khỏi barrier chắn của bảo vệ để lao ra ngoài và bảo vệ không kịp trở tay. Công an đã tiến hành ghi nhận sự việc và cho biết sẽ chuyển toàn bộ vụ việc lên cấp trên để tiến hành điều tra, xử lý theo thẩm quyền.